Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Đây thì hôm nay mình đi làm báo mình sớm sớm đi thì phải đã. Đi bảo hộ thường đi. Gọi sân không? Gọi sân nhóng nghe. Nhưng mà nắng không à, ông cứ tưởng. Sao mai không nắng mới? Mai nắng đéo gì. Sao mai còn mấy cái nhà chưa? Sao mai đi. Sao mai thì gọi làm gì? Cứ gọi đi, cái nắng này nó đông đấy. Nó như mình ấy. Hôm nay nó đá ấy, biết nhau được. Con mụn này của anh phải chọc phát mới lấy được nào này. Rồi chọc đấy nhá. Con mẹ nó. Yêu cầu này yêu cầu kia, con mẹ nó. Đâu hết cả đầu cái con mẹ nó nữa. Yêu cầu cái con mẹ. Anh ơi, nhuộm tóc phát. Alo anh ạ. À? Sân bóng bây giờ còn sao không anh? Cũng phải đi làm tóc phát. Thế 6 giờ em xong đá nhá. Vâng anh. Thật ra nha, mình gọi là đặt sân ấy, đi phải thằng đấy nó cũng đéo muốn luôn, nó cứ kiểu cái đéo gì chẳng đấy ấy. Đấy nó đéo kiểu đi bóng lên đéo quan tâm đến ấy. Ờ. Hay là mình chuyển đến nhà bạn kia nó không thích nhở? Không phải. Còn 2 lít nó đéo quan tâm mấy đó bóng đấy đâu. Nhà đưa tiền nó đéo lấy kìa nhân nhở. Còn được 2 lít nó đấy. Nó đéo quan tâm ấy. Thằng này là đang làm bộ ăn bộ láo, nó đéo kiểu làm đéo quan tâm ấy, nó đéo quan tâm nó mảng đấy ấy. Mảng đấy là mảng của người khác hay sao ấy. Nó chỉ là mấy cái mảng trên kia. Gọi bà kia đĩa thằng nghe. Bà kia thì đĩa thằng nghe. Thằng này tiền thì nó thích như thế nào cũng được. Bởi vì cái sân này là cái sân này chắc nó thu tiền lại rồi. Hoặc là cái sân này bởi vì là cái thằng chủ ấy là nó đéo quan tâm đến. Chủ nó to mà. Đây nhân viên rách rưởi thôi. Nó đéo quan tâm đúng rồi. Cái lấy tiền này nó cũng rủng mấy. Nó được tiền buổi đâu. Mình chỉ thấy bà kia nó được rồi. Để nó lấy đắt hơn nó cũng không được. Đắt gì nó cũng lấy đắt đâu. Thuần đã 30 phút 150. Nó lấy tiền luôn đây nào. Nó lấy ấy. Nhịt một chỗ. Nhưng mà mình chuyển cho bác kia mà. Nó đập xuôi quậy. Không, nếu chuyển cho bác kia là nếu mình cắt tiền mặt ông này thì còn lấy. Nhưng mà chuyển cho bác kia thì nó làm gì mà được. Nhưng mà có tiền thì nó lấy. Có tiền thì nó lại sao. Nhưng mà bác kia điện cho bác kia đéo nghe luôn. Nào. Mình chuyển cho bác kia. Có tiền mà. Mình đéo cần chuyển. Cái mẹ nó mình cứ đá luôn rồi tiền thì giả. Cái mẹ nó. Nó đá được 2 lít nó nhưng mà ông này biết sao. Cái mẹ nó kệ nó đúng rồi nó hỏi đâu nó hỏi em hỏi đâu nó hỏi em hỏi em bảo nó hỏi em bảo em trả tiền nợ xong nó bảo tợ gì thì thôi mẹ trả em bảo trả tiền nợ nó bảo nợ gì em phải trả đâu em phải hỏi đến nó là chủ nó phải có quyền hỏi nó phải tự hỏi mình là con lợ mà nhá biết gì đâu nếu mà em quên rồi nhá nó bảo em tưởng anh chuyển em chưa chuyển cho anh à em tưởng em chuyển rồi em quên. Ôi tí nữa em quên. Xe gì cơ? Bớt chờ. Bớt chờ à? Bớt chờ đấy. Con gái con là gái lái sao ấy? Ba kia biển đi về 6668 thế nào ấy? Tứ 6. Con kia không bằng con này đâu là cấp hơn. 16464. Con kia là. Con bà lái kia. Ừ. Con này phải bớt chờ. Con này là fan tây đéo gì vậy? Wow. Đi con nhỉ? Vai luôn. Xinh. Đi con này là hát của Ducati hay nào ấy. Bất chờ. Bất chờ. Ô, đá bóng con tiến chắc không đá được. Đến tháng nó đã không đến lúc trừ rồi. Thơ hay mà nghỉ. Em. Thế thì. Mệt lắm. Thì cũng mà chết luôn này anh ạ. Em đi đá cho khỏe người. 14 người đá, 3 người đá. Có mỗi 3 đứa con gái. 3 người đá. Chạy ít thôi. Này em nghe đéo nghe thùng. Đá vui chân, rồi. Cái chân hơi nghỉ đi. Có 13 người đá thì tiểu có mà chết toài vậy anh ạ. Có người đá là 4 3 người. Đâu 4? Anh Thọ, Nhật, thế thằng Đật với thằng Lợi với thằng Tuấn. 4 người. Nghe cứ đi để chán chán là gì ấy. Chán đến mọi thứ. Bóng người ta nó đánh. Về bóng đi. Mấy hôm thì sẽ khó nhỉ. Về đánh bóng đi. Này bắt đầu từ hôm nay này bắt đầu nghe khó. Thế đã bay rồi chị đấy. Hứng thú gì. Về đánh bóng đi. Bắt đầu bay. Về lập điện cho hai anh chị đi. Không thua. Thua đấy. Chán chán em nhìn nếu đánh được. Thế về đánh thôi. Về tập luyện.
Tết là cứ say rượu là đánh thôi, đéo say rượu cũng đánh. Bao nhiêu việc đều làm được, kiểu đéo gì nhỉ? Bởi tự nhiên tôi lại chán việc nhé. Thế bên làm việc. Thật bao em chán việc mà. Cứ mỗi lúc tài khoản mà bị trừ hết tiền là lại chán việc. Anh lời mấy tiền. Cái lúc mà em kiểu đang tài khoản đang có tiền đúng không? Xong làm gì hết tiền nó lại chán, đéo muốn làm nữa. Sẵn rồi tiền về lại thích làm. Ừ, đít mà. Đáng vui. Em cùng đi 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 cho thế gì nữa cho đổ vỏ chị rồi. Thì mai đi chị đi đâu có em gì? Ai đi với chị vậy? Một chiếc. Ai đâu có con đi? Thả em mua trong kia rồi. Hết vẹo là gì? Cái gì nhà mà ba lá. Nguyễn Phạm đợi 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 đến thế. Chúng ta luôn xa cơ lạc hương, chẳng còn ai bên ta sơ chia nữa đâu. Ôi nhân gian sao lắm phủ cố vàng, lòng người đầm sâu sao mà đã đoan thế. Cái địt con mẹ nhà nó. Cái địt con mẹ nhà nó. Chán nhau rồi. Em đang ăn gì? Yêu đời có hiên kiệm không? Có không? Chị yêu hiên kiệm. Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà là ngọt ngào chẳng sao. Ôi đàn bà là ngọc ngà chẳng sao. Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà, ôi đàn bà, ôi đàn bà ơi. Ôi đàn bà ơi, ôi đàn bà ơi. Ôi đàn bà ơi, ôi đàn bà, ôi đàn bà ơi, ôi đàn bà. Ngày mai ai sẽ ra sao? Tương lai chúng ta giờ đây chỉ
còn lại những đăng cái chung một chương trình của mình, rất mong là các bạn luôn xem dõi, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có những động lực ra những video hay hơn nha. Bây giờ mình xin được kính chào tất cả các bạn.